những chiếc ghe nhỏ được đổ đầy nước chứa hàng chục con cá trắm cỏ, cá chình, được người dân thôn Tây ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh mang ra quốc lộ 24B để bán. Đây là hoạt động buôn bán độc đáo của người nuôi trồng thủy sản ven sông Trà Khúc, chỉ có trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Cá trắm cỏ được các hộ dân nuôi lồng bè ven sông Trà Khúc, thời gian nuôi từ 2 đến 3 năm mới thu hoạch. Cá đạt trọng lượng từ 3 đến 4 kg một con, bình quân mỗi ký bán với giá 120.000 đồng. Ngoài ra cá chình có giá khoảng 600.000 đồng một ký. Những con cá trắm cỏ được nuôi tự nhiên, thức ăn chủ yếu là cỏ vôi, lá sắn. Nuôi thời gian rất dài nên thịt cá rất chắc, ngon. Anh Lê Tấn Kiều cho biết, người dân ở thôn Tây nuôi cá từ hàng chục năm trước. Thôn có hơn 40 hộ nuôi cá, ước chừng hơn 100 lồng. Đủ loại cá trắm cỏ, cá lăng, cá chình. Mỗi lồng bè từ 100 đến 300 con cá các loại. Ngoài bán cho thương lái trong năm, hàng năm người dân đem ghe ra cạnh đường lộ để bán mỗi dịp Tết đến xuân về. Ông Nguyễn Ngọc Khanh, Chủ tịch Hợp tác xã nuôi cá Tịnh Sơn cho biết, thôn Tây có nghề nuôi cá lồng bè gần 30 năm qua, người dân áp dụng kỹ thuật để nhân rộng mô hình, sản xuất theo hướng hàng hóa. Năm nay, các loại cá trắm, cá chình, cá lăng, nuôi lồng bè, ước đạt sản lượng 17-20 tấn, giúp người dân thu về hơn 2 tỷ đồng.